biến búp bê này thành Starfire nào. Tô mắt màu xanh lá cây nha. Nhuộm tóc hồng nè. Cô bé mặc một chiếc áo crop top màu tím. Starfire là bé tiên cá nhỏ xinh. Trang trí vậy. Thêm kim cương giả và kim sa. Gặp em bé Starfire thôi. Đáy biển đầy rẫy nguy hiểm. Đừng sợ bé yêu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Họ sẽ đến đón con sớm. Ồ, chắc thế. Ở lại vui vẻ nha. Phew, cuối cùng cũng im rồi. Nàng tiên cá nhỏ này đến thật đúng lúc. Tiếng gì thế này? Ai đó? Ồ, bé yêu, làm sao mà ở đây vậy? Bé không thể ở một mình được. Đi nào, mẹ sẽ không làm tổn thương con đâu. Chú bạch tuộc này đang trông chừng những vỏ sò. Hãy sử dụng chúng cho nôi của chúng ta nha. Sơn lại cả hai nữa. Vỏ trên cùng trông giống như bầu trời vậy. Cái dưới thì lấp lánh. Biến khung xe đẩy cũ thành giá đỡ nha. Root mang cho tụi mình một ít dây leo. Cảm ơn nha. Trang trí chân bằng vỏ sò. Đặt tấm chăn mềm mại xuống. Em bé sẽ có những giấc mơ ngọt ngào nhất trong chiếc nôi ấm cúng này. Nàng tiên cá mang bé về nhà. Con yêu, bây giờ hãy sống ở đây nha. Wow, ở đây đẹp quá à. Mẹ ơi, nhìn đi, con chơi đàn nè. Con giỏi quá đi. Chúc mừng em bé mới của cậu Lilian. Bé cưng à, món đồ chơi này là dành cho con đó. Cảm ơn dì Elsa. Con bé thật tuyệt mà. Vâng, đúng vậy. Starfire nghịch đủ rồi. Mẹ ơi, con muốn đi ngủ. Lại đây nào, mẹ sẽ đu con trong vòng tay. Sao con không ngủ đi? Ồ, con bé còn một cái nôi. Mình đã để nó ở đâu ta? Đây, chính xác là những gì mình cần. Tuyệt. Ngủ đi con yêu, mơ đẹp nha. Bơi từ từ thôi. Ok. Dụng cụ làm sạch ống. Chọn những hạt cườm đẹp để làm lục lạc nha. Nghe tuyệt đó. Biến phần nhựa thành tay cầm. Em bé sẽ thích cái lục lạc này. Starfire lớn lên một chút. Mình nên làm gì đây? Búp bê, chị sẽ cho em một chuyến tham quan nha. Đây là bồn của chị nè. Có những đồ chơi khác ở đây nữa. Đây là con ngựa yêu thích đây. Ai, chán ghê. Mình đã chơi với mọi thứ ở đây rồi. Sao buồn vậy con yêu? Mẹ có một bất ngờ cho con đây. Wow, dễ thương quá. Ồ, nó đang rung lên đây nè. Nàng tiên cá nhỏ của chúng ta đang vui vẻ với tiếng lục lạc. Nhóc con tinh nghịch. Starfire bây giờ là một thiếu nữ rồi. Cắt tạo đuôi mới. Mình nóng lòng muốn thay đồ quá đi. Thêm thắt lưng và áo vào trang phục nha. Làm bay lấp lánh. Trang trí bay bằng hoa nha. Cô nàng có chiếc vương miện rất đẹp trên tóc. Starfire thật đáng yêu quá đi. Vua cá mập rất bảo vệ kho báu của mình. Không ai có thể vượt qua lính gác của ta đâu. Xem có những gì trong đó nào. Chúng ta cần đánh lạc hướng hắn ta. Ai đó? Do thám bắt đầu. Là ai đó? Vậy là hắn ta có một chú chó. Chúng ta cần phải ném nó cái gì đó ngon ngon. Khúc xương nè, chụp lấy. Này anh bạn đi đâu vậy? Chờ với. Chúng ta làm được rồi. Bây giờ hãy xem mấy cái hắn ta bảo vệ đi. Chà, nhìn đống vàng này kìa. Còn ở kia nữa. Mình là nữ hoàng của thế giới dưới nước.
cùng nhau cai trị đi. Mình cũng là một nữ hoàng giàu có. Ồ, hắn ta quay lại kìa, lượng thôi. À, những tiên cá đó, cha mẹ của họ sẽ bị mắng vốn thôi. Nam châm ngộ nghĩnh, tới xưởng nào. Tách cơ thể ra nha. Làm đuôi bằng đất sét nhẹ. Thêm đôi tay. Vẽ một cái mõm. Hello, hello. Thêm chiếc vòng cổ và thắt lưng. Beast Boy biến thành chú cá ngựa. Cuộc sống của anh chàng sắp trở nên thú vị hơn nữa rồi. Starfire lang thang trên phần bị bỏ hoang của đại dương. Mình chưa từng đến đây bao giờ. Cha, là kho báu sao? Ồ, thật may mắn. Này, bỏ tay ra. Nè, mình có lấy gì đâu chứ. Cha, đây là kho báu của mình. Sao cậu thô lỗ quá vậy? Chúng ta cần bảo vệ nàng tiên cá nhỏ này. Đừng chạm vào cô ấy, con cá xấu xa. Nếu không mọi thứ sẽ trở nên tệ hơn. Sao ồn ào thế? Được thôi. Cảm ơn nha, cậu rất dũng cảm. Ồ, không có gì to tát cả. Đừng làm mình đỏ mặt chứ. Hình như Beast Boy đã yêu rồi. Tạo một cái kính thiên văn thôi. Làm phần thân. Làm cho nó trông cũ hơn một chút. Bọc trong dải giấy xốp nha. Kính viễn vọng của chúng ta được trang trí bằng hộp sọ cướp biển. Ai đánh rơi nó? Con tàu cướp biển này đang đi về phía chân trời. Chắc chắn phải có một hòn đảo ở đâu đó ngoài kia. Kính viễn vọng của mình. Ồ không. Cái gì vậy? Starfire, nhìn kia. Thú vị đó. Mình chưa từng thấy thứ gì như thế này trước đây. Ồ, đó là kính viễn vọng. Để mình chỉ cách xài cho. Nào, anh chàng đẹp trai này là ai vậy? Gì? Nào, đưa mình. Cậu thấy gì thế? Wow, anh ấy thật bí ẩn. Còn mình thì sao? Chờ đã. Starfire trưởng thành rồi. Đã đến lúc thay đổi diện mạo mới. Thêm chiếc thắt lưng. Một đôi vòng tay rộng che kính cổ tay. Làm vây nha. Cắt giấy xốp ra nào. Đuôi được bao phủ bởi lớp vảy kim sa. Starfire thậm chí còn đẹp hơn nữa. Cô nàng đang chuẩn bị cho buổi hẹn hò với Robin. À, tóc của mình ổn chứ? Trang điểm một chút vậy. Thêm má hồng nè. Xong. Ồ không, mình trễ mất rồi. Robin đang thư giãn trên những tảng đá với đồ uống. Xin chào, cậu đang chờ mình đúng không nè? Đây là món quà của biển cả. Thử loại cocktail này đi người đẹp. Cảm ơn nha. Cậu sẽ bơi cùng mình chứ? Mình không thể, cậu biết đó, chân nè. Được rồi, mình sẽ nghĩ ra cách gì đó. Hẹn gặp lại. Pha một lọ thuốc ma thuật. Đổ đầy chai bằng chất nhờn. Quấn sợi. Wow, một con tàu cướp biển với mỏ neo. Thứ thần dược này có thể biến bất cứ ai thành tiên cá. Đã là cuối tuần rồi sao? Ồ, không ai viếng thăm cả ngày luôn. Ursula, giúp cháu với. Bạn trai cháu cần một cái đuôi. Khách hàng của mình đây rồi. Ta có thứ mà cháu tìm kiếm đây. Thần dược này sẽ hỗ trợ mọi thứ ngay lập tức. Wow, cháu biết bà có thể giúp mà. Robin, uống cái này đi. Giờ chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Yeah, okay. Không có gì xảy ra cả. À, giờ mình là tiên cá rồi nè. Có hiệu quả. Ờ, đi thôi. Mình nóng lòng muốn xem thế giới dưới nước lắm. Những đứa trẻ dễ thương. Vẽ mắt nha. Cô bé trông giống như Robin. À, bây giờ là lượt của em. Oh wow. Hello, hello. Làm tóc đuôi ngựa sáng màu từ đất sét nhẹ nha. Thêm vây nè.
vẽ lượn sóng. Nào, đến giờ học bơi rồi. Một thời gian sau, Starfire và Robin có con. Những em bé tuyệt vời. Chị sẽ chăm mấy đứa. Ba mẹ sẽ về sớm thôi. Đã đến giờ ăn rồi nè. Đến lượt em. Ăn mau chóng lớn nha. Ai muốn chơi nào? Lục lạc đây. Con của chúng ta đâu rồi? Chúng đây nè. Cảm ơn bảo mẫu. Đến lúc chúng ta phải về nhà. Chúc may mắn. Đến giờ ăn sáng rồi. Lấy ít lòng trắng trứng nào. Cái gì vậy nè? Trứng tí hon sao? Chiếc nhẫn xinh đẹp được đặt bên trong. Dành cho ai nhỉ? Starfire, chào buổi sáng. À, sao? Robin, anh bị sao vậy? Anh không thấy em đang ngủ à? Bữa sáng trên giường nè. Ồ, quên mất. Chúc ngon miệng. Có thể làm gì đây, bạn cần ăn đó. Trong khi Starfire suy nghĩ bắt đầu từ đâu, quả trứng nhảy ra khỏi chiếc cây và bắt đầu chạy quanh phòng. Điều đó là không thể. Nó còn sống sao? Khoan, là sao? Mình phải sử dụng mẹo thôi. Sao bạn lại chạy vậy? Nó vui hơn mà. Xem mình có gì nè. À, cái gì? Robin cầu hôn mình ư? Mình sắp kết hôn rồi. Yay! Hãy giúp cô dâu chuẩn bị cho đám cưới. Tới đây và lau mặt nào. Vẽ mắt xanh. Điểm sáng cho mắt. Và chân mày hồng nha. Cùng chọn kiểu tóc phù hợp. Mọi thứ đều không đúng. Không, không. Wow. Kiểu tóc thật hoàn hảo. Starfire đang ở nhà. À, mình không thể tin được. Bạn chúng mình sắp kết hôn rồi. Yay. Nhìn chiếc nhẫn anh ấy tặng cho mình nè. Wow, là kim cương hả? Bạn với Robin thật may mắn. Đầu tiên trang điểm và làm tóc nha. Ồ, mình hào hứng quá. Đám cưới là thời khắc trọng đại. Mình sẽ đi thay đồ. Wow, cô ấy xinh chưa kìa. Này, mọi thứ đều ổn mà. Bạn cần có khăn trùm á và một bó hoa. Giờ mọi thứ đều hoàn hảo rồi. Hiu, đi nào. Sơn hộp khoai màu vàng. Giũa các cạnh. Gắn các chi tiết vào tên lửa. Một nửa quả cầu nhựa sẽ thay thế cho đèn chiếu sáng. Tên lửa sẵn sàng cất cánh. Em yêu, bất ngờ chưa? Chúng mình sẽ tổ chức đám cưới xa hơn một chút so với em tưởng tượng đó. Wow. Anh nghiêm túc hả? Tên lửa ư? Ồ, anh thật là lãng mạn mà. Chờ một lát, làm sao để vào đây? Nó không có thang. Đừng lo lắng, anh sẽ đỡ em lên. Vào nào. Cặp đôi bay đến hành tinh đồ ngọt. Khách mời đang chờ họ. Họ đâu rồi? Wow, đến nơi rồi nè. Starfire, hoan hô, cô ấy đến rồi. Chú rể đâu? Robin, Robin. Voila, anh ở đây nè. Hello. Bắt đầu chương trình nấu ăn nào. Hôm nay mình có khách mời đặc biệt và đó là tay của Lalilu. Chúng mình sẽ làm burger cùng nhau nha. Cô ấy làm tốt đó. Chiếc khay đầy vỏ bánh. Bỏ chúng vào lò nướng. Giờ hãy làm phần nhân nha. Mary đang bận với rau diếp và phô mai. Cắt một ít cà chua. Hay nha. Hay.
Giờ chúng mình sẽ xếp bánh. Hoàn hảo. Chúng mình chỉ cần thêm nguyên liệu bí mật để tạo hương vị đặc biệt. Ủa, bột làm bánh sống lại sao ta? Này, đơn hàng đã xong rồi. Đám cưới đang diễn ra sôi nổi. Trên bàn chứa đầy thức ăn nhanh. Cứ tự nhiên nha các bạn. Mình đợi để ăn bánh burger lâu lắm rồi. Này, bạn đang làm gì vậy? Bạn định ăn mình sao? Cái gì? Ồ, chắc là mơ thôi. Mọi thứ không như ý muốn. Các bạn đừng lo lắng. Bánh burger là khách mời. Được rồi, chúng mình đi đây. Những chú quỷ lùng rắc rối chạy tới xưởng. Giũa phần mặt, vẽ mắt mới. Ủa, răng nanh lòi ra sao? Chú quỷ lùng thứ hai cũng có khuôn mặt mới. Đám cưới vẫn tiếp tục. Chú rể và cô dâu đang bàn về tuần trăng mật. Nhưng ai đó đang trốn trong tán cây. Quỷ lùng, chúng mình không mời họ. Các quỷ lùng nhào tới. Chiếc bàn không còn gì. Đừng lo lắng, mình sẽ sửa mọi thứ. Sushi của mình. Họ lấy sushi của mình rồi. Đập tay. Cùng chuẩn bị vật liệu để làm lồng nha. Gắn kẹp ghim ở chính giữa. Wow, hiệu ứng thôi miên. Bỏ ít vải mềm. Gắn chiếc cửa chắc chắn vào lồng. Chiếc khóa lớn ở bên cạnh. Robin quyết định xin sự giúp đỡ của Bunzo. Sau bữa trưa, họ sẽ đến phòng chơi. Giúp mình, chúng mình cần phải trừng phạt họ. Đừng lo lắng mà, mình sẽ làm. Mình tin vào bạn. Chào mừng các bạn đến phòng chơi. Ai muốn cưỡi nào? Cùng vui thôi nào. Thả mình ra. Bạn không thể gây chuyện với mọi người ở đám cưới. Mình thấy nhiệm vụ bắt quỷ lùng đã thành công rồi. Cảm ơn bạn đã giúp nha. Không có gì, Robin. Cắt xốp thành các miếng nhỏ. Gắn thành phần chân. Sơn màu phần cột. Bó hoa được cắm ở phần trên cùng. Một đám cưới đáng yêu cho buổi lễ quan trọng. Khách mời đang ngồi chờ cô dâu. Cô ấy đây. Cô ấy đẹp quá. Em đẹp quá. Cảm ơn anh yêu. Người làm lễ đâu rồi? Ủa, sao anh có thể quên được chứ? Chờ một chút, anh quay lại ngay. Bạn không cần nó sao? Mình mượn nó nha. Mình sẽ trả lại, mình hứa mà. Ôi trời, bạn trông như linh mục. Tới giúp mình nào. Anh ấy đâu rồi? Mọi thứ ổn rồi. Bởi sức mạnh được trao, mình tuyên bố hai bạn là vợ chồng. Chúc mừng đến cặp đôi mới cưới nha. Làm khẩu pháo từ ống hút nào. Mình chọn gì đây? Phần tay cầm được làm từ que gỗ. Siêu vũ khí sẽ giúp ích gì cho đám cưới đây? Cắt tên chúng mình lên cây đi. Để tôn vinh tình yêu vĩnh cửu. Anh yêu, tốt hơn là để em làm cho. Khẩu pháo để lại trái tim với tên viết tắt. Người phụ nữ kỳ diệu, anh yêu em.
cắt giấy cuộn bìa cứng. Giấy xốp sáng bóng tạo điểm nhấn. Bạn đã sẵn sàng cho trận pháo hoa khó quên chưa? Các bạn, đừng để mất cơ hội. Mình sẽ ném bó hoa. 1, 2, 3. Woohoo, bắt được rồi, bắt được rồi. Kết thúc lễ cưới bằng tràng pháo tay hoành tráng nào. Đám cưới diễn ra thật tuyệt vời. Đến đây nào. Thêm tay. Bọc bức tượng nha. Đưa đây để tô màu nào. Vẽ mắt và lông mày. Một nụ cười. Bạn có thể thấy một búi tóc trên đỉnh đầu. Beast Boy vẫn còn là em bé. Cậu còn nhiều cuộc phiêu lưu ở phía trước. Ước gì anh có thể nhìn thấy con bây giờ. Em lo quá. Em bé sẽ thế nào đây? Đâu rồi? Bình tĩnh em yêu. Họ sẽ chiếu mọi thứ cho chúng ta. Xin chúc mừng bố mẹ nha. À, đây rồi, cậu bé của chúng ta. Vâng, bé thật xinh mà. Gia đình bóng tối cũng được gặp em bé của mình. Bé Raven và Beast Boy cũng đã ở bên nhau từ khi trong bệnh viện. Bạn nhỏ trốn dưới lớp vải. Tô màu trắng cho làn da của bé. Thợ make up bắt đầu vẽ khuôn mặt bé. Làm tối chân tóc. Làm tóc bằng ri băng. Em bé có mái tóc màu đen. Cắt tóc đẹp đó nha. Cắt bộ đồ ôm sát màu đen. Xong xuôi. Mặc vào nào. Đôi giày màu tím trên chân. Em bé duyên dáng này có đầy bất ngờ. Raven đang đi dạo gần tháp Thiên Thiên. Ước gì mình cũng có siêu năng lực. Mình thậm chí không thể nhảy lên ghế. Con đang buồn sao? Thật tệ. Đây là siêu sức mạnh cho con. Bây giờ con có thể làm mọi thứ. Thấy lạ ghê. Ồ, sao lại như thế được? Bạn nhỏ tội nghiệp mắc kẹt trên cây à. Mình sẽ giúp. Ha, à, xem ra mình có siêu năng lực rồi. Một chú ngựa con đi bộ qua đồng cỏ. Hãy bay đến xưởng nào. Bỏ bờm và đuôi. Sơn chú màu xanh lá cây. Vẽ mắt. Uốn xoăn phần đuôi. Thêm chiếc bờm xoăn. Phần cuối còn thiếu. Sừng. Hãy đặt thứ gì đó lên chú ngựa nha. Beast Boy khi là kỳ lân. Thật mới mẻ. Raven thích chơi với kỳ lân đồ chơi. Chào. Chà, đồ chơi hay quá. Đây là bộ sưu tập của mình. Nhìn nè. Hãy để mình xem kỹ hơn. Chà. Cẩn thận đó. Ú, mình làm vỡ gì rồi? Cậu thấy có lỗi vì đã làm vỡ đồ chơi, nên quyết định biến mình thành một con kỳ lân. Raven đừng buồn mà, nhìn kìa. Wow, kỳ lân thật nè. Chải bờm đi. Được rồi. Đúng là giấc mơ trở thành sự thật. Thật mừng vì cậu vui. 3, 2, 1. Cất cánh. Màu đẹp ghê. Cắt một chiếc áo mưa từ vải. Đầu tiên là mũ trùm. Tiếp đến phần chính nha. Raven, thử đồ mới nào. Còn thiếu mặt nạ nữa. Rất huyền bí. Ghim áo choàng bằng trăm cài áo.
Mọi người coi chừng đó. Beast Boy và Starfire ngồi trước tivi với đồ ăn nhẹ. Sao các cậu xem tivi mà không có mình hả? À, buồn cười lắm à. Thật tệ. Tốt hơn là không nên làm cô ấy nổi điên. Chạy đi, cậu không thể trốn được đâu. Sao mình lại như thế này? Raven, cậu làm chúng mình sợ. Ra ghế sofa đi. Cắt ống hút nha. Đính nửa hạt cơm vào. Bây giờ chúng ta có sơn phun. Làm hộp gỗ. Sơn nó. Thêm bình xịt. Bạn có thể vẽ toàn bộ ngôi trường. Các học sinh tổ chức buổi triển lãm ngay trong hành lang trường. Mình có ý này. Và màu sắc vẫn ở đó. Thật tuyệt. Mình sẽ sơn tủ. Đó là nghệ thuật hiện đại. Wow. Ai đã làm vậy? Mình biến thành ếch đây. Ếch à? Chắc là mình mệt rồi. Đi nghỉ thôi. Chào mừng đến với salon làm đẹp. Raven, thư giãn đi. Chúng ta cần chọn một chiếc váy. Mình có nên kết hôn khi mặc áo choàng không? Không nha. Có rất nhiều trang phục tuyệt vời ở đây. Nhìn xem, rất đẹp nè. Ồ, mình không nghĩ như vậy. Cậu thích chiếc váy này không? Không phải size của mình. Và cái này nữa, thật quyến rũ phải không nè? Ghê quá. Thật khó để làm hài lòng cậu mà. Được rồi, chúng ta có thể may váy cho cậu. Hãy chuẩn bị cho búp bê. Vẽ đôi mắt tím và một nụ cười. Tóc cô ấy đâu ta? Thank you. Mình mang theo vải. Good. Những chiếc kéo này quá lớn. Giúp nào. Thank you. May các mảnh lại với nhau. Mặc thử body suit đi. Ok. Perfect. Còn thiếu gì đó? Hoàn hảo. Thank you. Nhưng tấm mạng che sẽ ổn đó nha. Tiếp tục trang trí. Tốt lắm. Cô dâu của chúng ta đã sẵn sàng. Ồ, đẹp quá à. Wow. Cậu nhìn thật tuyệt. Đó là. Yeah, cậu thích nó. Cảm ơn Star. Có gì đâu. Bye. Cắt bộ đồ của chú rể. May quần nha. Hello. Mặc vào nào. Nice. Thêm áo khoác không tay màu đỏ. Đính hoa cài. Chào Beast Boy. Hello. Chú rể đang mặc bộ đồ cưới mốt nhất. Well done. Ngày chờ đợi bấy lâu nay cũng đã đến. Thật phấn khích. Đây không phải là mơ. Ước gì có thể sớm gặp cô dâu. Raven đây. Chiếc váy đẹp quá. Cô gái xinh đẹp. Wow. Em yêu, em trông thật đẹp. Trông anh thật tuyệt đó. Chà, bây giờ mình tuyên bố hai bạn là vợ chồng. Mình rất là vui. Bây giờ chúng tôi đã kết hôn rồi. Chuẩn bị các miếng nỉ. Nhân bản với vải satin. Cuộn một chiếc chăn nỉ. Cắt dải dây xốp. Trang trí những chiếc chăn với thắt lưng và kim cương giả. Starfire ở lại để theo dõi lũ trẻ Gremlins. Đến giờ ăn rồi nè. Ngồi đi, cô sẽ trở lại ngay. Anh có một kế hoạch này. Cầm lấy bình đi. How sweet. Ngay khi Starfire rời đi, lũ trẻ đã chạy đi phá phách. Các con phá lúc nào vậy? Đây, tốt hơn rồi.
cô cần để mắt đến các con thôi. Nhiều năm trôi qua, Raven trở thành bà ngoại. Khuôn mặt bà chi chít nếp nhăn. Tháo chỉ nha. Bạn có thể thấy tóc bạc. Bà luôn mặc áo choàng màu tím. Già đi không thay đổi được tinh thần của bà. Vợ của mình đâu? Đã nhiều năm trôi qua và cô ấy vẫn đến muộn. Mình sẽ dọa anh ấy. Không được đâu, anh đã quen với trò của em rồi. Cái này cho em nè. Những bông hồng này thật thơm mà. Em có nhớ tất cả thế nào không? Khi còn trẻ, buổi hẹn hò đầu tiên. Cảm giác như ngày hôm qua vậy. Nhảy nào. Ok. Hãy khuỵu gối theo nhịp của điệu vals.